Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tuổi Nhâm Tý 1972, nhờ ăn ở phúc phần mà được trời thương Phật độ, nghèo mấy cũng đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, có 100 tỷ gửi ngân hàng, giàu sang viên mãn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thân mến, những tháng đầu năm 2024 đã thực sự là một quãng thời gian đầy sóng gió đối với cô bác, khó khăn liên tiếp ập đến, công việc bấp bênh, tiền bạc thất thoát mà không hiểu lý do. Sức khỏe cũng suy giảm rõ rệt, có lẽ cô bác cũng đang cảm thấy lo âu, bất an và tự hỏi liệu những ngày đen tối này sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng xin cô bác đừng lo, là bởi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, vận số của cô bác sẽ có những biến động vô cùng khó lường. Nếu không nắm bắt đúng cách rất có thể cô bác sẽ bỏ lỡ cơ hội đổi đời ngay trước mắt, cánh cửa vận may có thể mở ra bất ngờ. Nhưng nếu không cẩn trọng nó cũng có thể đóng sập lại trong nháy mắt. Liệu cô bác có đủ sáng suốt để vượt qua thời điểm biến động này và tận dụng cơ hội để thay đổi cuộc đời mình? Vậy thì xin mời cô bác lắng nghe luận giải dưới đây. Người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thuộc mệnh Mộc, tang đố Mộc, cây dâu tằm. Tuổi Nhâm Tý là người thông minh, năng động và tốt bụng. Họ thích giao tiếp đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Vì vậy, họ dễ dàng hòa hợp với người khác. Họ có khả năng thích ứng mạnh mẽ về mọi mặt. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý thường không có mục tiêu sống tốt và có thể không lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình. Họ không đủ thẳng thắn và không đủ can đảm. Họ sống tình cảm và đôi khi quá tự tin. Điều đó khiến người khác không thể hiểu họ. Họ nóng nảy và có khả năng làm tổn thương người khác một cách vô thức. Thời thơ ấu, người tuổi Nhâm Tý có thể sẽ phải trải qua nhiều gian nan vất vả. Hoàn cảnh khó khăn ấy đã hun đúc tinh thần của họ trở nên mạnh mẽ để đối chọi với nghịch cảnh. Nhiều người tuổi này đã xây dựng sự nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng. Những người tuổi Nhâm Tý luôn cần cù và chịu thương chịu khó trong cuộc sống hàng ngày, với lý tưởng hướng đến tương lai tươi sáng phía trước. Họ không bao giờ hưởng thụ ăn chơi quá đà. Bằng sự chăm chỉ và cần cù, họ sẽ dần dần có được cuộc sống ổn định, sung túc. Bản tính của người tuổi Nhâm Tý là thật thà chất phác, ghét sự giả dối, nịnh nọt. Họ sẵn sàng sống trong cảnh khốn khó và hy sinh bản thân để lo cho con cái có cuộc sống đầy đủ. Người tuổi này dễ dàng trao lòng tin cho người khác, nên dễ bị kẻ xấu lừa dối phản bội. Những người tuổi Nhâm Tý có tài làm kinh doanh và họ dễ dàng đạt được thành công, nhưng họ thiếu kiên nhẫn và hay thay đổi. Điều này có thể khiến họ đưa ra một số lựa chọn sai lầm, hay đó có thể giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Vì vậy, họ có thể đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi này có may mắn tương đối tốt. Trong cuộc sống của mình, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền vì sự may mắn trong sự nghiệp. Người thân của họ cũng có thể giúp họ kiếm tiền. Tuổi này không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn có khả năng tiết kiệm tiền. Ngay cả khi họ gặp rắc rối, bạn bè của họ có thể giúp đỡ họ một cách hào phóng. Do đó, họ có thể tích lũy rất nhiều của cải trong cuộc sống của mình. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, hung vận tăng lên nhanh chóng, nhắc nhở tuổi Nhâm Tý làm gì cũng phải thận trọng tính toán trước sau, đừng bất chấp hậu quả mà rước họa vào thân.
Thời điểm này nguyệt lệnh lâm tử, lại thêm hung tinh thiên cẩu chiếu mệnh, khá nhiều thách thức sẽ ập tới khiến bản mệnh chẳng thể an nhàn được phút giây nào. Cạnh tranh cũng có dấu hiệu tăng tiến. Đề phòng tiểu nhân giở trò gây nhiều bất lợi. Đây không phải là một thời điểm con giáp này có thể đưa ra hành động dội dàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Phương diện tài chính của tuổi Nhâm Tý từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, nếu có thể duy trì ở mức ổn định đã có thể coi là may mắn. Thời điểm này bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành rang dở, không nên mở mang quá nhiều khi vận khí bất ổn, có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tài tốn của. Về phương diện sức khỏe, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này không gặp vấn đề nào quá nguy hiểm, song thể trạng của tuổi Nhâm Tý cũng không thật sự sung sức. Tinh thần căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa, có thể gây ra những hệ lụy khó lường, bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch, chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều biến cố, do quá mải mê với công việc, nên bản mệnh khó có thể chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Nếu không được nửa kia thông cảm, cả hai rất dễ xảy ra xung đột. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Nhâm Tý phải đối mặt với không ít thách thức. Mọi thứ dễ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khiến bạn rất vất vả để điều chỉnh lại như mong muốn. Chịu tác động từ nguyệt lệnh lâm tử, hung vận này khá lớn, nên vận khí giảm sút. Bản mệnh làm việc không tập trung rất dễ phạm sai lầm. Bản mệnh được khuyên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, dòm trước ngó sau, chớ nên vội vàng bất chấp hậu quả mà có ngày rước họa vào thân. Có nhiều vấn đề bạn cần đào sâu gốc rễ để tìm hiểu, đừng chỉ nhìn vào bề nổi một cách qua loa hời hợt mà bỏ qua điều cốt lõi. Những khó khăn xảy đến cùng lúc có thể khiến tinh thần làm việc uể oải, chán trường. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ, mới có thể tránh được thất bại. Thời điểm này còn có cả thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, điềm báo về cạnh tranh tiểu nhân gây khó dễ. Con giáp này chớ nên chủ quan để lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp. Nhìn chung, đây không phải là một thời điểm tuổi Nhâm Tý có thể đưa ra hành động dội dàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thời điểm này bạn nên đề cao sự ổn định, sắp xếp các kế hoạch thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Mặc dù có rất nhiều dự định từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, nhưng bạn không được nôn nóng mà hãy cân nhắc tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn. Thử thách lớn nhưng không phải không nhìn ra những điểm sáng trong vận trình, nhất là khi có các tinh tả phù trợ. Nếu con giáp này biết biến thách thức thành cơ hội, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn, bạn vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan. Bản mệnh cũng cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình, dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn. Bạn cũng không nên chán nản, trì trệ, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thành công sẽ tới với người luôn kiên định với lựa chọn của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này được coi là một thời điểm mà tài vận của tuổi Nhâm Tý không có nhiều biến động. Các khoản thu chững lại, túc tắc làm ăn thì vẫn có thêm thu nhập, nhưng nếu muốn phát tài thì chưa phải thời điểm này. Nhìn chung, phương diện tài chính nếu có thể duy trì ở mức ổn định đã có thể coi là may mắn. Thời điểm này bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành rang dở, không nên mở mang quá nhiều, khi vận khí bất ổn có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tài tốn của. Đừng quên nguyệt lệnh lâm đất tử, nếu có đầu tư kinh doanh, bạn nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc, kẻo không thu hồi được vốn liếng mà còn mất thêm các khoản tích góp sẵn có. Người kinh doanh nên tập trung hơn cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mãi mê chạy theo trào lưu, bởi trào lưu chỉ có tính nhất thời. Đầu tư ồ ạt sẽ dễ dẫn tới tình trạng tồn đọng hàng hóa dư thừa, trong khi đó, chất lượng bền vững mới là thứ để níu chân khách hàng lâu dài. Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Tuổi Nhâm Tý có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết,
giữ tiền trong túi thay vì quan phí quá đà như trước đó. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý gặp không ít trục trặc, dù không phải vấn đề nào quá nguy hiểm, nhưng tình trạng lao lực dễ xảy ra, gây không ít hệ lụy khó lường. Tháng mà nguyệt lệnh đi vào đất tử, con giáp này thường phải xê gờ thẳng đầu óc trong thời gian dài vì áp lực công việc, dẫn đến ăn uống kém ngon. Chất lượng giấc ngủ giảm sút, có thể bị sụt cân nhẹ. Bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Bên cạnh đó, tuổi Nhâm Tý cần chú ý các bệnh do ảnh hưởng tâm lý, tránh suy nghĩ bi quan. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, phương diện tình duyên của tuổi Nhâm Tý khá kém sắc. Thậm chí vợ chồng dễ cãi cọ vì những quan điểm mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nếu không biết kiềm chế bản thân, tình cảm đôi bên có thể sẽ rạn nứt. Có thể trong thời gian vừa qua, con giáp này quá mải mê với công việc, nên khó chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Tình cảm không được bồi đắp thường xuyên sẽ dần xuất hiện khoảng cách nguội lạnh rất nhanh. Công việc vốn đã áp lực, nhưng nếu không được nửa kia thông cảm, bản mệnh rất dễ mất kiên nhẫn trước những trách móc từ người ấy. Tuy nhiên, vấn đề có thể không nghiêm trọng đến vậy nếu ban đầu bạn lựa chọn chia sẻ với đối phương thay vì im lặng làm mọi thứ một mình. Người độc thân thời điểm này nên dành nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn thì mới mong đường tình duyên có nhiều khởi sắc. Một số người thường xuyên buồn phiền, đa sầu, đa cảm, có những suy nghĩ tự ti nên ngại không muốn mở rộng lòng mình, khó có thể tìm được một người như ý. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này công việc thuận lợi, vấn đề khó khăn được tháo gỡ kịp thời, không gây ra bất cứ phiền não nào. Vận trình làm giàu thịnh vượng, đầu tư có thu hoạch, vấn đề chi tiêu duy trì ở mức bình ổn, không còn nỗi lo về tiền bạc. Ngày mùng 8 đầu tháng 9 âm lịch. Đây là một ngày nhàn nhã, thoải mái làm điều mình thích. Dân kinh doanh có những ý tưởng đột phá, không ngại mạo hiểm một chút để lợi nhuận thu về lớn hơn. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh tăng cường giao tiếp tốt với các bộ phận khác trong công việc. Quá trình diễn ra hài hòa và tốt đẹp, mọi người đều nhiệt tình trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau, nên tiến độ rất trôi chảy. Ngày 13 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này bản mệnh thu hoạch không nhỏ, không phải bỏ ra quá nhiều công sức dẫn gặt hái được thành quả ngoài ý muốn. May mắn ngập tràn trên đường tài lộc, có người được thưởng trúng số, được chia hoa hồng cao. Ngày 15 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, nhờ tìm được đối tác, khách hàng tiềm năng, lợi nhuận thu vào khá mượt mà, chi tiêu cũng thoáng tay hơn. Tha hồ thực hiện các dự định sắm sửa, nhưng nhớ là đừng có dung tay quá chán, mua những món không thật sự thiết thực, kẻo tiền bao nhiêu cũng hết. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tuần này do tác động của cục diện tương phá, người tuổi Nhâm Tý có điềm tiểu nhân phá hoại, khiến cho con giáp này làm gì cũng không được yên. Bản mệnh phải vất vả ngược xuôi để xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh, mà nếu không nhanh chóng giải quyết thì nó sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng may trong tuần có chính quan trợ vận, nên sau những nỗ lực bền bỉ của bạn, mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Bạn được cấp trên nhìn nhận công sức và đánh giá cao cho những cống hiến của mình trong công việc. Điều đó cũng an ủi phần nào và tạo động lực cho tuổi Nhâm Tý cố gắng nhiều hơn nữa. Trong tuần thổ khí dượng còn nhắc nhở bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân, dù công việc bận rộn, vất vả, hãy sắp xếp thời gian hợp lý để dành ra khoảng trống giải lao, nhớ ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng cho mình trước bệnh tật. Tử vi tuần thứ 2 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024
của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tuần này do chịu ảnh hưởng từ cục diện tương xung, người tuổi Nhâm Tý cảm thấy tinh thần của mình khá bức bối, chỉ muốn được giải thoát khỏi tình trạng này. Sự nóng nảy của bạn rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến hòa khí với mọi người xung quanh. Vì thế, tốt nhất bản mệnh nên kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Chẳng những vậy, thiên quan báo hiệu đường công danh dễ gặp trở ngại, do có kẻ ngáng đường không cho con giáp này tiến bước tới thành công. Ganh ghét đố kỵ tạo ra kẻ thù, bạn cần sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của kẻ xấu. Chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Tý tuần này cũng không mấy suôn sẻ, hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng thiếu sự thông cảm và thấu hiểu, chẳng thể đồng tâm hiệp lực để bảo vệ tổ ấm. Hai người ở bên nhau nhưng còn bận tâm nhiều chuyện trong cuộc sống mà không thực sự quan tâm đến đối phương, khiến cho tình cảm phai nhạt dần. Tiếp theo là cẩm nam dượng vận cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp đối mặt với không ít thách thức, tài vận không có nhiều biến động, các khoản thu chững lại. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu xanh da trời. Con số may mắn 88, 23 và 67. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dượng lộc thu hút may mắn, dậy tuổi Nhâm Tý sinh 1972, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức quản lý công việc. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Sửu. Có thể hợp tác, người tuổi Sửu có thể trí tuệ không cao siêu, nhưng lại có ưu điểm là khá cần cù. Bởi vậy có thể hợp tác hoặc kết hợp làm ăn, người tuổi Nhâm Tý sẽ đảm nhận những công việc đòi hỏi trí tuệ và sự phân tích cao. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Dần. Sự hợp tác làm ăn của tuổi Nhâm Tý và tuổi Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu. Tuổi Dần sẽ tỏ ra uy quyền, sức mạnh của mình để khiêu chiến với tuổi Nhâm Tý, nhưng tuổi Nhâm Tý nhanh nhẹn cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Mão. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi Nhâm Tý. Bù lại, tuổi Nhâm Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Thìn. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn thì người tuổi Nhâm Tý luôn là trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, người tuổi Nhâm Tý cũng rất cần những ý kiến lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, họ rất hợp cả. Chỉ có vấn đề khi tuổi Tỵ muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tỵ rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả. Nhưng tuổi Nhâm Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Nhâm Tý. Còn tuổi Nhâm Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Nhâm Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Nhâm Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Còn tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời giúp đỡ người tuổi Nhâm Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Mùi tuy không cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ giúp đỡ trao dồi kinh nghiệm cho nhau. Người tuổi Nhâm Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo giác của tuổi Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Thân. Nếu tuổi Nhâm Tý và tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau
công việc của họ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động, mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra. Dù có xảy ra chuyện đó thì tuổi Nhâm Tý và tuổi Thân luôn biết cách giải hòa, nhường nhịn lẫn nhau. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Dậu. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Nhâm Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh, bên cạnh tuổi Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Nhâm Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Nhâm Tý thật kiêu ngạo, khoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn đấu tranh. Quý khán giả thân mến, người có đặc điểm này thì càng nhiều tuổi càng giàu có, hạnh phúc càng đong đầy. Một là người chấp nhận và nhanh thích nghi với sự thay đổi. Mỗi lần thay đổi trong cuộc sống, người ta rất ngại khi phải sắp xếp lại nếp sinh hoạt, thói quen ứng xử, cách làm việc. Nhưng bạn cứ để ý xem, nếu lúc nào cũng muốn ổn định thì làm sao có sự phát triển. Phát triển chính là một sự thay đổi, và muốn phát triển giàu có thì phải chấp nhận thay đổi. Mỗi lần cuộc sống lên cao cũng chính là một lần thay đổi. Chấp nhận và thích nghi với thay đổi chính là tố chất của một người hướng tới thành công. Người nào dễ thích nghi thì ít than thở, bực mình. Nếu cuộc sống biến động dễ thích nghi chấp nhận thì càng nhanh có niềm vui và càng nhanh giàu. Hai là thường xuyên vận động. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe thể chất mà còn tạo ra những hormone tăng hưng phấn, tạo niềm vui tinh thần. Một người luôn vận động sẽ năng động, trẻ trung hơn. Điều đó tạo ra năng lượng tái tạo cuộc sống, giúp bạn càng già càng thấy mình vui vẻ, yêu đời. Ba là luôn chăm chút cho các mối quan hệ chất lượng. Trong đời sống, những người giàu có, thành công và vui vẻ thường có một số quan hệ tốt. Mà để có quan hệ tốt thì phải chăm sóc chứ không tự dưng có. Do đó, người biết chăm sóc quan hệ là người càng già càng hạnh phúc. Nếu bạn muốn nhận được niềm vui từ những mối quan hệ, muốn càng già càng duy trì được nhiều mối quan hệ thân thiết, thì cũng cần phải dành thời gian, tình cảm, thậm chí cả tiền bạc để chăm sóc. Tất nhiên phải chọn những mối quan hệ chất lượng để duyên dáng, đừng duyên dáng cho những mối quan hệ hời hợt hay vô bổ. 4 là nuôi dưỡng lòng biết ơn. Biết ơn chính là một cách để người ta dễ đạt tới trạng thái vui vẻ, trân trọng cuộc sống. Những người biết nuôi dưỡng mọi ân tình nhận được trong đời, biết ơn từ những điều nhỏ nhất, giúp bạn sống có ý nghĩa hơn và trân trọng hơn cuộc đời này. Lòng biết ơn chính là cách giúp con người ta sống đẹp hơn, ít khoáng tháng hơn, và từ đó nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Và đó cũng chính là bí kíp của người sống càng nhiều tuổi càng hạnh phúc, càng trẻ lâu. 5 là luôn luôn biết cho đi trước khi đòi nhận về. Là tố chất của những người biết làm giàu và hạnh phúc, mong muốn sở hữu, chiếm hữu, kỳ bo giữ cho mình mới khiến người ta đau khổ. Người xưa nói, sởi lỡi trời cho là vậy. 6 là không lo tương lai và không hối tiếc quá khứ, mà tận hưởng hiện tại. Lo tương lai và hối tiếc quá khứ là sống không thực chất, không sống thực mà luôn sống vì cái ảo. Bởi tương lai chưa tới, quá khứ thì qua rồi. Thế nên những người này sẽ hay đau khổ. Còn những người sống trong hiện tại, tận hưởng mọi thứ đang diễn ra, tập trung mọi thứ đang diễn ra chính là quên quá khứ và tạo dựng tương lai đó. Làm tốt từng thứ của lúc này chính là làm tốt cho ngày mai rồi. Muốn hạnh phúc thì đừng sống vô bổ bằng cách hối tiếc quá khứ và đau đáu cho những điều không biết có tới không. 7 là chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo. Người nào càng bảo thủ càng khổ, bởi họ khó mở lòng với xã hội. Mà thực tế xã hội thì mỗi người một phiên bản, một ý nghĩ. Thế nên biết chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo chính là vị tha với người và với cả chính mình. Một người bảo thủ đòi hỏi hoàn hảo khó mà mãn nguyện, bởi cuộc đời làm gì có sự hoàn hảo. Chấp nhận sự khác biệt chính là cách để bạn linh hoạt trong đời sống, không áp đặt cứng nhắc điều gì. Trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video.
Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một thời điểm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.